càng tăng. Vì thế nhu cầu chữa bệnh dạ dày cũng theo đó mà tăng lên. Phấn ong là một trong những nguyên liệu tự nhiên có tác dụng rất tốt trong việc chữa bệnh dạ dày nhưng rất ít người biết đến. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các tác dụng chữa bệnh dạ dày của phấn ong hiệu quả nhất. Công dụng chữa bệnh dạ dày của phấn ong. Trong phấn ong có chứa một lượng lớn chất đạm cũng như chất đường rất có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngoài ra, trong phấn ong còn chứa một số loại vitamin rất tốt cho hệ tiêu hóa và đặc biệt trong việc chữa bệnh viêm loét dạ dày. Theo y học cổ truyền, phấn ong có vị ngọt, tính bình ngoài có công dụng chữa bệnh dạ dày. Phấn ong còn có tác dụng chữa bệnh mất ngủ, suy nhược cơ thể, suy giảm tình dục, đau lưng. Phấn ong còn có tác dụng điều hòa chức năng tiêu hóa, chữa bệnh tiêu chảy, bệnh táo bón kinh niên, đau bụng kinh. Cách dùng phấn ong trong việc chữa bệnh đau dạ dày rất đơn giản, bạn có thể thực hiện các bước sau. Nguyên liệu: phấn hoa vừa đủ, mật ong nguyên chất. Cách thực hiện: bạn chỉ cần lấy phấn hoa đã chuẩn bị ngâm vào mật ong, rồi trộn đều thành hỗn hợp. Đối với người lớn nên dùng 2 muỗng sử dụng lúc bụng đói vào buổi sáng và tối. Đối với trẻ nhỏ có thể dùng bằng mùng 1 tháng 2 người lớn. Ngoài ra, bạn có thể ăn trực tiếp phấn ong, pha nước nguội với mật ong, đem ngâm rượu. Đối với cháu nhỏ có thể cho phấn ong vào bột nấu lộn cũng có tác dụng rất tốt đối với bệnh dạ dày. Bệnh dạ dày có thể phòng tránh được, vì thế tốt nhất bạn nên áp dụng các phương pháp phòng tránh bệnh dạ dày như có chế độ ăn uống hợp lý, thường xuyên có những bài tập thể dục, cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh tình trạng stress sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh dạ dày. Trong một số trường hợp, người ta thường sử dụng cách chữa đau dạ dày bằng nghệ và mật ong rất hiệu quả. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm những bài thuốc từ tự nhiên này. Những bài thuốc này hoàn toàn có lợi cho sức khỏe và tăng cường sức đề kháng. Khi muốn áp dụng bất kỳ phương pháp chữa bệnh dạ dày nào, bạn cũng cần có lời khuyên từ các chuyên gia y tế. Khi phát hiện bệnh cần sớm được điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đối với dạ dày. Trên đây là các chữa bệnh dạ dày bằng phấn ong cực hay mà các chuyên gia đã nghiên cứu. Bạn có thể tham khảo. Cảm ơn bạn đã